Okay, I'm standing in front of delicious crab. Over there is hồi xưa cái tiệm của ông gì Phạm Ngọc Tuận gì grocery đó. Của nhà con Thúy, con Thủy, con Lan, bà Minh. Của thứ giờ nó là Islamic Center. Wow, xe này rất là noisy. Ở bên này là Triều Châu Restaurant. Ok. Triều Restaurant. Oh, Triều Châu Restaurant vắng tan rồi ta. Ok. Ở đây là Delicious Crab. Là đứng bên này mình chơi. Mình chờ thức ăn.